Em xin giới thiệu, đây là xe đạp ship hay còn gọi là xe đạp gấp gọn hàng bãi Nhật. Khung sườn của xe bằng nhôm nha. Đây, nhân viên của em đang chạy thử xe nè. Xe này mình có thể tăng đưa yên được nha. Nhân viên của em cao là 1m85. Nên các bác vô tư nha, người cao từ 1m6 tới 1m9 đều chạy xe này ok. Mình sẽ xem chi tiết trên xe nha. Khung sườn của xe bằng nhôm. Ở đây có 6 líp, mình vô tư thay đổi líp để phù hợp với nhu cầu mình sử dụng. Xe đạp gấp gọn này rất là tiện cho các bác mang đi du lịch, hoặc là mình chạy thể dục hàng ngày, hoặc là mình đạp xe đi làm luôn cũng được. Tại vì khung sườn của nó bằng nhôm nên xe nó rất là nhẹ, mà trong khi đó nó ship được nữa. Hàng bãi Nhật thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha. Đây mình cùng xem chi tiết ở trên xe nè. Khung sườn nhôm. Đương nhiên rồi, khung sườn của xe bằng nhôm nó sẽ mắc tiền hơn là so với khung sườn bằng sắt. Khung sườn bằng sắt thì nó sẽ nặng, trong quá trình mình di chuyển mình mang đi cũng không có nhẹ nhàng, và chất lượng nó không bền bằng khung sườn bằng nhôm như vậy. Đây, khung của nó rất rất là to nha. Xe thì em đã test rồi, hoạt động hoàn hảo. Còn ship thì mình sẽ bẻ cái yên xuống nè, mình ship bánh vô nè, rất là gọn. Mình bỏ gọn trong cốp xe là được rồi. Có thể đi làm, đi chợ, đi tập thể dục, rồi mang đi du lịch, tất cả đều ok. 6 lít 6 tốc độ của đề Shimano. Xe còn rất là êm nha. Rồi bây giờ em sẽ test chạy thử cho các bác xem nha. Nhân viên của em là cao 1m85. Nên các bác nào cao á, thì khỏi lăng tăng là sợ là xe nó sẽ không phù hợp. Các bác nào có chiều cao từ 1m6 đến 1m9 đều chạy xe này ok. Trọng lượng thì từ 50kg nè, 7, 8, 90kg đều chạy ok. Hàng Nhật nên các bác hoàn toàn yên tâm nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Nếu các bác chuyển đủ 100% thì em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Còn nếu mình không muốn chuyển đủ thì vui lòng chuyển cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bây giờ em sẽ ship lại cho các bác tham khảo nha. Đây, đầu tiên mình sẽ mở chỗ yên xe ra, mình thu lại. Rồi sau đó mình sẽ bẻ từng khớp xe mình ship lại. Các bác thấy cái khung sườn không? Chất lượng to lắm, cái khung sườn nó lớn hơn so với xe đạp bình thường mà em quay mấy bữa trước nữa. Đây, bẻ lại rất là gọn đúng không? Mình có thể bẻ cổ xe xuống luôn được nha. Rồi cái mình bỏ trong cốp xe. Đây là mã số định danh ở trên xe nha. Hàng bãi Nhật nên các bác hoàn toàn yên tâm, mỗi chiếc xe của Nhật đều có mã số định danh. Đây, rồi bây giờ em xin kết thúc clip. Cần mua hàng, cần xem ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo 0931 008 099 giúp em.